Ngoài anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà đẹp, độc lạ tại quận Hà Đông mà giá bán chỉ có hơn 2 tỷ, xây dựng độc lập duy nhất một căn, diện tích 31 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, nhà vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 5m35 và chiều dài của ngôi nhà là được gần 6m quý vị ạ. Thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn, ngõ trước nhà ô tô 5 chỗ có thể vào tận cửa, cách có 1, 2 nhà, 3 nhà là ra tới đường ô tô đi lại. Thiết kế của ngôi nhà 4 tầng, đây quý vị có thể nhìn qua phần hoàn thiện mặt tiền, cho nên tại vì sao Ngọc Ánh mới khen rằng là đẹp, độc và lạ. Nó khá là lạ lẫm so với những cái mẫu nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay và review cho quý vị. Với căn nhà 4 tầng, với cái thiên về thiết kế của ngôi nhà này, thiên về nhiều ánh sáng, cho nên mọi người có thể nhìn thấy này, cửa sổ từ đây nhìn lên thôi, nó đã rất là khác biệt so với những ngôi nhà mà Ngọc Ánh hiện tại vẫn đang quay cho quý vị. Và căn nhà này thì nhà dân thiết kế xây dựng duy nhất một căn, được thiết kế và xây dựng độc lập đường ngõ trước nhà như quý vị có thể nhìn thực tế. Căn nhà này thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị có thể đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, cách của bến xe Yên Nghĩa hơn 4 km. Gần với căn nhà này thì chợ, trường, phường, trạm đầy đủ, trạm y tế, rồi là ủy ban nhân dân phường rất là gần. Căn nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi, mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể. Với mặt tiền rộng cho nên ở ngoài, riêng cái phần cửa chính thì chủ nhà cũng thiết kế được thêm 2 cửa sổ nữa cho mọi người. Và mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với phần cửa chính của ngôi nhà là cửa gỗ mọi người nhé. Cửa gỗ nhưng mà sơn màu nó khá là lạ. Đây. Và bước vào phần tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại đây là phần để xe. Căn nhà này thiết kế khá là lạ lẫm, cho nên quý vị nào đang có những cái lô đất 30 mét mà mặt tiền của nó hơn 5 mét chưa biết thiết kế ra sao thì rất có thể là tham khảo với cái thiết kế của ngôi nhà này, tương đối là hợp lý. Còn tất nhiên nó không thể nào 100% theo ý quý vị, 100% mà mình ai xem cũng thích được, 9 người 10 ý, mỗi người một ý, cho nên là cái này là tùy cái thẩm mỹ cũng như tùy cái mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Tầng 1 đây mọi người ạ. Ngoài phần để xe cũng như là cửa chính thì tầng 1 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng bếp, một phòng khách, và với phần không gian phòng bếp ở đây thì 2 cửa sổ rất là thoáng. Đây là kệ để tủ lạnh, đây là phần không gian phòng bếp cho chị em nội trợ. Cái tông nhà của ngôi nhà này thì thiên về màu trắng là chủ yếu. Phần không gian bếp cũng được chủ thiết kế ốp gạch màu trắng, rồi là phần tủ bếp cũng vậy. Thiết kế 100% là màu trắng. Với cái phần không gian bếp này thì chủ nhà lắp đặt cho mình về bộ hút mùi cũng như là về một chiếc bếp từ rồi mọi người ạ, thương hiệu Kenji. Và mặt bếp thì cũng được chủ nhà thiết kế toàn bộ là đá màu trắng, rồi chậu rửa, vòi rửa thiết kế xong hết rồi. Với cái phần thiết kế gạch lát nền đây mọi người có thể nhìn thấy màu ghi rất là lạ. Rồi cửa sổ thì rất là thoáng, 2 cửa. Và rèm cửa thì chủ nhà cũng thiết kế cho quý vị ở đây. Đó, nói chung về cái phần decor cũng như cái phần thiết kế của ngôi nhà này nó khá là lạ lẫm, nó khá là lạ. Nếu như mà quý vị thường xuyên theo dõi kênh của Nhà Tốt, thường xuyên xem Ngọc Ánh review thì quý vị có thể nhận định là đúng rồi, căn này nó rất là khác. Với một số căn mà cứ 30, 32 mét thì thiết kế là tầng 1 phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, nhưng mà nó không phải là như thế này mọi người ạ, mà căn nhà này thiết kế nó tương đối là lạ. Còn đây là phần không gian phòng khách. Đấy, cho nên Ngọc Anh mới chia sẻ rằng là với cái diện tích này thì nếu như mà để một phòng riêng biệt, phòng khách riêng, phòng bếp riêng thì nói thật với quý vị, nó phải tầm từ 35 mét trở lên thì nó mới là hợp lý. Còn nếu như thế này thì gọi là tối ưu công năng tận dụng về cái thửa đất để xây dựng thôi. Phần phòng khách quý vị có thể kê cho em một bộ sofa nhỏ nhắn hợp lý, hoặc là kể cả là một bộ bàn ghế gỗ sồi Nga nhỏ nhắn ở đây cũng vẫn là hợp lý nha. Rồi tầng 1, ngoài khu vực để xe này, phòng bếp này, phần phòng khách này thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ về hệ thống máy bơm cũng như là bồn cầu cho quý vị. Tất cả
cái phần thiết kế của ngôi nhà này là chủ nhà hướng tới tông màu trắng, cho nên quý vị vào nhà là gần như không thấy một tông màu nào khác ngoài màu trắng, từ tủ bếp rồi là đến cả quạt trần nha mọi người. Đó, phần decor tương đối là lạ. Và với phần cầu thang của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế tương đối là rộng và cũng được quét sơn màu trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà 31 m² thiết kế làm sao để hài hòa công năng sử dụng nhất cho một hộ gia đình. Quả thực là đối với Ngọc Ánh cũng khá là lạ lẫm, quay rất là nhiều căn nhà rồi và lên rất nhiều video rồi, nhưng đây là video đầu tiên mà cầu thang màu trắng mọi người ạ. Phần tầng 2 của ngôi nhà đây, thiết kế cho quý vị một phòng ngủ master. Ban công thực tế mở hướng ra phía bên ngoài. Với phần tầng 2 thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ siêu rộng. Thiết kế rất là hài hòa, màu sắc rất là nhã nhặn nhưng mà không kém phần sang trọng mọi người ạ. Đó, với cái màu trắng là như vậy. Cho nên quý vị có thể xem Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 không nhìn thấy một cái màu nào khác đâu mọi người ạ, ngoài màu trắng. Và phần phòng vệ sinh sử dụng cho phòng tầng 2, phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong. Đầy đủ vách tắm kính cũng như là bồn cầu, hệ thống sen tắm, lavabo bàn đá. Đây, tất cả đều sử dụng nguyên liệu và cái màu sắc là màu trắng. Thậm chí phòng vệ sinh ở đây quý vị cũng có thể nhìn thấy cửa sổ thông thoáng. Ngoài cái phần cửa sổ này thì ngoài phần phòng ngủ ở đây cũng thiết kế hai cửa, một cửa sổ này và một cửa để hướng ra ban công. Quý vị mà có treo hoa hoặc là trang trí decor ở ngoài ban công này cũng rất là ok ạ. Đó, cái màu gạch của ngôi nhà này thì nó là màu ghi sáng mọi người nha. Nó khá là hài hòa so với cái tông nhà màu trắng. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế một phòng ngủ rất rộng. Cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng thì không phải là màu trắng nhưng mà là màu ghi mọi người ạ. Nhẹ nhẹ xanh xanh, nói chung là nhìn cũng rất là hợp lý. Nó là cửa nhôm và sơn mọi người nhé. Cửa nhôm và sơn thôi. Đấy, nói chung là có như thế nào thì em sẽ quay review cho quý vị là như vậy. Tay vịn cầu thang là gỗ nhưng mà sơn màu trắng, rồi là ở dưới thanh tay vịn thì là thiết kế là sắt. Mời mọi người theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế y chang tầng 2. Giống hệt. Một phòng ngủ rộng. Như vậy, lên trên phía tầng 3 là có hai phòng ngủ sử dụng. Phòng này là tương đối rộng nha mọi người ạ. Rộng, thoáng. Phòng vệ sinh y như ở tầng 2. Tầng 2, tầng 3 thiết kế như nhau. Với các ô cửa sổ thì chủ nhà thiết kế rèm cửa cho mình rồi mọi người ạ. Đó, về ô cửa sổ này thiết kế đây mọi người nhìn thấy. Cho nên là quý vị không lo rằng à phòng tắm mà lại tự dưng lại thiết kế ở đây là cửa sổ hướng ra bên ngoài. Thực ra thì bình thường là để lấy thoáng thôi. Đó. Vách tắm kính tầng 3 như tầng 2 đều được sử dụng, rồi là lavabo, bàn đá, hệ thống điện, hệ thống nước cũng như là hồ sơ điện, hồ sơ nước của căn nhà này là đã xong hết rồi, theo đúng như hiện trạng là quý vị về ở được ngay, sổ sách chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần miêu tả, phần bình luận để quý vị xem rõ về cái phần miêu tả của ngôi nhà này nhé. Vị trí nữa, mời ngồi theo em tiếp theo lên tới khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, đầu tiên khi mà bước chân lên trên phía cầu thang là một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Đây là khu vực để máy giặt mọi người nhé, để máy giặt, giặt giũ. Và trên tầng 4 này mọi người thấy không, chủ nhà thiết kế rất là cầu kỳ. Ngoài cái phần mặt tiền vừa nãy em quay cho mọi người thì ở trên tầng 4 quý vị có thể nhìn cụ thể hơn chủ nhà thiết kế ở cái phần mái ở tầng 4 đấy mọi người. Xung quanh ở phần khu vực để máy giặt là chủ nhà cũng ốp toàn bộ gạch màu trắng. Đây là phần phòng thờ. Nếu như quý vị không thiết kế phòng thờ thì quý vị có thể để ở đây là phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Bởi vì theo như em biết, một số nhà là không sử dụng phòng thờ riêng
mà sẽ để một cái bàn thờ treo ở phía dưới tầng 1, thì đương nhiên ở trên phía tầng 4 là phòng này vẫn tận dụng được để có thể thiết kế là một phòng riêng sử dụng. Phần còn lại sân phơi của ngôi nhà. Đây, mời quý vị theo em khám phá nốt phần còn lại. Đây là phần sân phơi. Một ô sân phơi nhỏ nhắn, hợp lý. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.